Rồi, Thác Sơn chào các con ha. Tiếp tục thì bữa nay Thác Sơn xịt cử 56 ngày cho lúa UM380 thì nó chuẩn bị chỗ ha mọi con. Bữa nay nó chỗ lẹt xẹt hết rồi. Đó thì theo như dự báo thời tiết thì mưa chiều và đêm ha. Một cái dự báo thời tiết thì nói chung thì như mưa chiều và đêm thì nó sẽ ít ảnh hưởng về vấn đề nhị, nhưng mà nếu mưa giấc trưa thì ảnh hưởng ha, nhưng mà chiều và đêm thì ảnh hưởng ít ảnh hưởng về vấn đề là lem lép do thời tiết mưa, nhưng mà trở ngược lại vấn đề nấm bệnh thì nó lại phát triển, tại vì mưa đêm thì cái độ ẩm nó ban đêm thì nấm bệnh nó dễ phát triển hơn ha. Thì bữa nay Hắc Sơn chia sẻ cho bà con về cái vấn đề là quản lý bệnh cho hiệu quả ha. Thì bữa nay nó chỗ lẹt xẹt hết ha bà con. Để lại lên Hắc Sơn quay cho con em. Thì miếng này thì nó rất là xài gầy, rồi thêm gầy phấn trắng á, rồi nó bị nóng, nó bị ấy với xịt ba cái thuốc cứng cây á bà con, nên nó lùng ha. Thì nói chung bữa nay nó cũng chỗ lẹt xẹt rồi, vậy Thác Sơn giữa này Thác Sơn phun xịt để thứ nhất là để cho nó chỗ thoát, thứ hai là để lấy lại màu xanh luôn ha. Nhưng mà Thác Sơn không có sử dụng cái G3 nhiều á bà con. G3 giai đoạn vô thời tiết mưa này mà sử dụng G3 chừng nữa lông vảnh á, nó phóng phóng cái lóng lên cao nữa dễ sập lắm, nên bà con mình cứ sử dụng các cái dạng kích thích sinh trưởng bình thường thôi. Đó, thì Đức Sơn chia sẻ cho bà con ha. Thì những cái miếng dày như mấy miếng của ông chú này bà con thấy nó chỗ hết nè, nó nè chỗ hết á, cái vàng vàng là nó chỗ không là ngang đó. Thì bữa nay khoảng 60 ngày là rộ rồi ha. Đây thì bà con thấy cái chỗ dày nó tọt lên hết trơn rồi nè, thấy không đó. Tọt lên hết nè. Nói chung 380 mà cái bông nó như vậy thì nói chung nó vô thì nó được cái sau này nó nặng ký không con, xịt thùy hạt nó hiện được nặng ký thôi, một bông vậy chắc cũng hai mấy ba chục hạt. Rồi 380 xài dày thì nó đâu có bông bự đâu, còn thấy cây nó nhỏ nhưng mà lên trong đó trung bình nó hai mấy hạt mà dày dày thì tính ra nó cũng có năng sức ha. Quan trọng mình quản lý sao cho nó vô gạo tốt ha, về bảo vệ cái bộ lá đồng là đừng có cho bị đốm ôm nấm dằn là ok ha, đừng có cho trái bị lá là ok, vấn đề trong vấn đề dịch thuốc quản lý bệnh rồi giúp vô gạo nữa. Đó, những giống hạt bự này thì nó được cái nặng ký nhưng mà cái số hạt trên bông mình ít lắm, vài chục hạt à, thì bà con làm mà con biết rồi. Chứ mà lúa với giống hạt bự mà làm hạt một bông 100 mấy 200 mấy hạt chắc xả thưa mà đi phân mạnh thì mới được thôi ha. Còn xả dày mà đòi nhiều cũng không được đâu, bà con thấy bữa nay chỗ hết 60 ngày là đều rồi ha. Thì cử này là cũng là một cái cử quyết định để mà nó quản lý tốt về các cái vấn đề là như là sâu ô bệnh ha. Đây lên nè, này 380 không con, 380 nhị trắng nè, nhưng mà hộp nó dài nè, chỗ là sẹt lên trơn nè, rất là dày luôn. Đợt này Thác Sơn ý y tưởng đâu là có mưa bà con ha, nên là xạ dày đừng đón mưa với giải phân với có nước mưa là nó phượt luôn, là nó cây nó bự luôn, nhưng mà thật ra không ngờ quất cái nắng một cái từ đầu vụ thứ muốn tới làm đồng rồi lụm cái là 4 5 mấy ký phân. Thì về thuốc thì đây Thác Sơn chia sẻ cho bà con ha. Thì vấn đề bữa nay thì bà con mình quản lý về cái vấn đề là đậu ôm, lem lép, vi khuẩn và sâu, 4 cái chính ha. Còn gầy thì bà con nhớ dạch dốc ha, có gầy thì bà con mình sử dụng gầy ha, mỗi khi bà con xịt cứ bơm nước vô bà con mình dạch dốc coi nó có gầy không ha, cái gốc này nè coi có gầy không được bà con mình xử lý ha. Thì đặc biệt thì những giai đoạn trước chỗ thì trọng điểm thì đặc biệt là ba loại dịch bệnh về vấn đề hạt là lem lép, đậu ôm và vi khuẩn ha, và vấn đề sâu hả như thôi. Thì về lem lép thì đây Thác Sơn là chỉ quay tượng trưng cho bà con, chia sẻ cho bà con mình nắm ha. Về lem lép thì cái này thì đối với Thác Sơn thì Thác Sơn dùng ăn nguyên, nhưng mà đối với bà con những cái giai đoạn này, giai đoạn trước chỗ này hoặc là chỗ đều thì bà con mình đừng có sử dụng ăn nguyên ha. Bà con mình sử dụng những cái loại thuốc nào mà nó có hai cái hoạt chất, thì đây là hoạt chất hai hexaconazole, thì nó một chất này nó rất là quản lý, vẫn là quản lý lem lép nhưng mà nó không có ức chế nổi cái cắt nấm bệnh rồi những nấm bệnh kháng các bạn. Thế thì bà con nên dùng những cái loại thuốc mà nó có những cái hoạt chất azoxybin đứng đầu hữu hiệu, hoặc là difenconazole á là hữu hiệu, hoặc là tebu, những cái hoạt chất đó là hoạt chất hữu hiệu, rồi thêm các hoạt chất khác, ví dụ azoxybin cộng tebu thì còn ngon ha, và azoxybin mà cộng với difen cũng ngon luôn ha. Nói chung là vậy, thì bà con nên lựa chọn những cái hoạt chất phun cử cho lẹt sạc và chỗ đều thì nó có hai hoạt chất đó ha. Và cử lẹt sạc này nếu bà con có phun những dạng nóng thì cũng đỡ ha đó. Nhưng mà cử chỗ đều thì bà con nên sử dụng dạng XC ha. Ở đây Hắc Sơn làm vậy đó, chứ bà con đừng có cái cử này thì Hắc Sơn khuyến cáo bà con đừng làm theo Hắc Sơn ha, tại Hắc Sơn xử lý cái vùng đất ở đây nó khác ha, và những cái thuốc thuốc Hắc Sơn kèm vô thì nó khác ha. Thì đối với nguyên này bà con nên xịt cử nè, làm đồng nè, ngừa làm đồng nè, rồi xịt những cái cử cuối á,
hán thì ngon, dưỡng hạt vô hạt rồi ấy thì nó ngon thôi, còn những cái giai đoạn mà trước chỗ chỗ đều con với me thì con nên xịt những cái hoạt chất chính đi hán, cho nó quản lý bệnh cho nó tốt hết mà con. Ăn quyên thì chủ yếu thì mình xịt những giai đoạn trước làm đồng bốn mấy ngày đó, bốn mấy ngày ấy mình bảo dưỡng như hoặc là cứ cắt cực cuối á mình dưỡng vô. Còn về đậu ôm thì nói chung thì nhiều thuốc lắm mà con ơi, mà con muốn chọn thuốc nào cũng được, nóng mát gì có đầy đủ. Nói chung là đối với đậu ôm thì nó có ba cái hoạt chất chính là đặc trị, một là chi si collagen, hai là phenocyanil, ba là isoleucel không con, đó là ba hoạt chất chính. Nhưng mà bà con giai đoạn trước chỗ bà con sử dụng thuốc nóng cũng không cũng đỡ đỡ nè, dù còn giai đoạn chỗ thì bà con nên sử dụng thuốc mát AC đấy cho nó mát lúa hết con. Đó, đây là phila, nó chắc là chi si collagen đó. Còn giờ vi khuẩn thì nói chung thì thuốc trên thị trường và nhiều thuốc đời mới bây giờ rất là hay hết con. Tô này thì nói chung nó cũng xưa rồi đó, nhưng mà nó thất sơn thì xài lấy cái mẫu để chia sẻ cho bà con thôi ha. Thì đối với vi khuẩn Tô này nó bây giờ gói không biết nhiêu, chắc cũng 14 ngàn quá, 13 14 ngàn á ha. Thì nó nếu mà xịt bà con xịt đúng cái liều, nó là một công cắt hai gói ha, công cắt hai gói nó mới quản lý tốt thôi, chứ mà bà con mà xịt một công một gói thì cũng như không. Đó, nó cầm gói tính ra cũng hai mấy ngàn, mà ví dụ 13 ngàn cũng 26 ngàn công vi khuẩn ha. Mà nếu bây giờ trên thị trường bây giờ có những cái thuốc khác nó ngon thì còn mình sử dụng nó ngon hơn ha, ví dụ vậy. Và cái tiếp về cái này là đậu ôm lem lép với vi khuẩn ha. Về sâu, sâu thì thất sơn quản lý đơn giản luôn mà con. Nói chung thì thất sơn thì 3.6 này nó là dạng AC ha, nhưng mà nó ít có nóng lắm, nó hạn chế thôi. Ví dụ mình xịt nhà, ví dụ 5 ngày mình xuống mình xịt xương xương 3.6, 5 ngày xịt xương xương 3.6, dạng quản lý sâu tốt ha, dùng xịt nhà mà ha. Mình đâu có cần gì sẽ xịt thuốc cho nó mắc tiền ha, nói chung vậy. Ví dụ xịt nhà con có công thì con xịt vậy, còn nếu có công thì con sử dụng các cái dạng thuốc lưu dẫn thì nó đỡ công ha. Nói chung thì tùy cái công của mình thôi ha, mình tiết kiệm thì mình phải bỏ công, nói chung như đó. Thì 3.6 ha, 3.6 thì với sơn kèm nó vô là chủ yếu là thứ nhất là vừa diệt sâu, thứ hai là vừa mượn cái chất ngũ dầu của nó là cái chất bám dính đó, để cho nó bám dính lúa luôn á bà con ha. Nói chung vậy rồi, sơn xịt quản lý vậy thôi ha, chia sẻ cho bà con.